Cháu Bình Núi Đá Vùng Cao xin kính chào tất cả các ông các bà, cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cháu Bình Núi Đá Vùng Cao. Cháu Bình xin kính chúc tất cả các ông các bà, cô chú anh chị xem được thuyết video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại thì cháu Bình với lại cháu Trà đang có mặt tại ở nhà cháu Tùa và cháu Nô rồi. Đấy, cô chú anh chị ạ, em xin chào các ông bà nè. Cháu xin chào các ông các bà, cô chú anh chị. À, cũng được một thời gian rồi, em Trà cũng không vào đấy. Thì ngày hôm nay thì em Trà cũng hộ cháu Bình là man san này, man đồ để cho anh em thợ làm việc ấy. Một quê hàn nữa. Ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục vào đây để cập nhập cái công trình xem là làm như nào rồi nhé các bác ạ. Thì hôm nay là tiếp tục là mua thêm sỏi này, bột đá này để mà làm cái hàn rào các bác ạ. Bây giờ là các anh em thợ đang đào sửa đường với lại hố. Xin chào các anh em thợ nhá. Đấy, xin chào anh Minh nhá. Đang đào cái hố rất là to luôn nhỉ. Đang đào cái móng cổng ấy nhỉ. Đấy. Anh em là đang đào cái móng. Đây là cái móng để mà làm cái cổng bên ngoài luôn các bác ạ. Đấy, sẽ làm đổ hai cái cột này làm cổng. Cha Winsen thì nói là sẽ làm cái cổng ở đây để đi vào trong kia. Làm xong cái hàn rào ấy, khi nào muốn ra ngoài ấy, thì mình có thể là đóng cổng đấy, là nó sẽ rất là an toàn. Sao? Đấy. Chào các anh em nhé. Chào anh nhé. Và em thôi. Là em thôi. Hôm nay trời nắng quá nhỉ anh nhỉ? Ừ, hôm nay nắng lắm. Em cứ để cái bình xăng ở đấy đi, một tí mình xuống kia. Nên nặng quá em cứ để tạm đấy. Cái con đường này thì các bác ạ sẽ sửa lại cho nó rộng thêm một chút, gọi là cho nó gọn gàng hơn ấy, để mình đổ một ít xi măng bê tông vào cho nó sạch sẽ hơn thôi. Đấy, sẽ không làm ảnh hưởng đến cái cảnh quan ở đây. Sẽ làm một chút để cho có thể là lái được xe máy đi xuống dưới. Đất này thì cũng rất là cứng nên là sau này mà làm xong thì cái đường này chắc sẽ rất là chắc chắn các bác ạ. Đấy, các anh em đang đào, đang làm. Làm con đường này đi phía này cũng khá là dài ấy, phải tầm 100 mét, là hơn 100 mét gì đó. Đấy. Ở nhà dưới này là của hai anh em các bác ạ. Nhà của cháu Tùa, cháu Nô ấy. Rất là đáng thương luôn. Đấy. Bây giờ thì cũng được Chao Wisen là cũng đã giúp để làm cái hàng rào trước, xây chuồng bò trước. Rồi là thời gian tới là sẽ bắt đầu là xây ngôi nhà ở trên kia. Đấy, mảnh đất thì cũng đã mua hết rồi. Đấy, mua xong đất rồi các bác ạ. Đấy. Thì cũng mong là hết cuối năm nay là sẽ xây được nhà nữa. Để cho anh em đỡ phải bị nắm mưa rồi là bị lạnh nhé. Cái mùa này cũng bắt đầu vào cái mùa lạnh rồi các bác ạ. Đấy. Xây xong nhà thì sẽ rất là ấm cúng, hạnh phúc. Sau này cuộc sống của hai anh em thì sẽ đỡ khổ, đỡ vất vả nhé. Vì là cái cuộc sống của hai anh em thì như các bác cũng đã biết rồi, rất là khổ luôn. Bố thì cũng đã ra đi rồi, nhưng mà máy bỏ lại hai anh em thôi. Thì mẹ thì cũng đã đi lấy chồng rồi, cũng bỏ luôn, bỏ hai anh em. Cũng không biết tông tít luôn đấy. Đi lấy chồng rồi là không về tham nữa. Cũng chỉ biết bản thân mình thôi. Bây giờ đang làm những cái công việc này thôi, nhưng mà người mẹ cũng không có một câu hỏi than gì luôn, im lặng đấy các bác ạ. Như vậy thì cháu mình cũng không hiểu là như nào nữa. Lấy chồng cũng không phải lấy quá xa đâu, cũng lấy ở đây tầm khoảng chắc tầm khoảng 20-30 cây số thôi các bác ạ, cũng gần thôi. Nhưng mà người mẹ cũng không hỏi tham luôn, không biết tông tít, và cháu Bình cũng không biết là phải liên hệ như nào ấy. Thì người mẹ thì rất là gọi là rất là vô tâm ấy các bác ạ. Đi là không trở lại luôn, đi là mất tích luôn các bác ạ. Đấy, thế là chắc là được rồi đấy anh ạ. Rất là sâu rồi, quá sâu rồi. Anh em làm quá chắc chán nhỉ. Nóng quá nhỉ anh Minh, ơi tôi hết mồ hôi này. Nóng quá mệt lắm quá. Cái kỳ làm mệt luôn. Anh không mặc cái áo chống nắng vào không mấy hôm nữa đen hết đấy. Sao đâu. Không có mũ nữa nhỉ. Anh không có mũ phải không? Không nọ, không mang ra. Không mang ra, có để trên chỗ em phải không? Không mang từ nhà ra ngoài. Không ăn từ nhà. Thế thì để ngày mai em vào em mua. Anh em thiếu cái gì thì bảo em mua, ngày mai em mua vào hết.
gan tai rồi là mú. Gan tai có nhưng mà không có mú. Không có mú nhỉ? À anh không có mú đã đội cái mũ bảo hiểm này. Cái mũ bảo hiểm. Đổi như này thì nó rất là nặng luôn đấy. Vâng, nặng với nóng đấy. Cái này nóng nặng, cái này nặng này. Nói chung các bác đảm ạ, cái công việc thợ xây thì nó rất là vất vả ấy. Cái nắm mưa nó rất là không thể tránh khỏi được. Nên là anh em làm đấy, cũng rất thương anh em. Ngày hôm nay thì các anh em cũng đang vận chuyển cái bộc này nữa. Nặng quá nhỉ anh Trương nhỉ? Nặng đấy. Mới xe là 100 cân á, mấy hôm nữa xe 50 cân ấy. Xe Honda là không hết đấy. Rồi chấp nhận đấy. Bây giờ mình vác không vác được. Vác không vác được này. Nói chung là kiếm được một đồng tiền nó rất là khó anh nha. Rất là vất vả luôn. Nặng quá. Cũng không biết giúp anh kiểu gì ấy. Hôm nay là có mấy xe chở anh? Có 6 hay 7. 6 7 xe à? Vâng, 6 7 xe. Xe anh hơi mới là em hơi tiếc đấy. Sao đó. Còn xe đẹp mà đi chở này hỏng hết đấy. Đi đồng tiền đấy. Anh em cẩn thận nhé, vâng. đường xấu quá. Đấy. Cái kia chắc gần đủ nhỉ, để lại thế này thôi nhỉ. Vâng ạ. Ở dưới kia chắc. Vâng vâng. Vâng, ở dưới kia thì để một chút là cũng được rồi. Vâng. Em lúc này anh cho cả sỏi cả bột xuống thêm. À, thế thì cứ để ở đây xong là, đây là mình còn rộng ở đây. Đây còn rộng thì rộng chỗ rộng hơn, cho nó có mặt bằng hơn. Đúng rồi anh ạ. Đi lại đường khó nhỉ. Cái đường nó hơi hẹp ấy anh. Đường trên kia hơi hẹp, tránh nhau đường nó hơi khó. Hẹp là nhiều lúc không tránh nhau được. Đúng rồi. Tránh nhau thì anh em cứ phải còi nhé. Còi cho người ta nghe thấy ấy. Không nhiều lúc gạt nhau ở cái cua cua là cho không được. Nguy hiểm quá. Đi xe rất là siêu rồi. Anh em làm việc cẩn thận nhé. Đây là một anh cán bộ đấy các bác ạ. Cán bộ thôn, công an viên đấy. Nói vậy cho các bác biết. Đây là anh cán bộ. Cán bộ nhưng mà cũng phải đi làm thôi các bác ạ. Vì là đồng lương nó cũng không đủ trang trải cuộc sống được. Bắt buộc là phải đi làm. Có nặng không em? Không. Không à. Đấy, rất là lâu rồi. Có rất là nhiều cô bác hỏi là sao em không thấy ghi lên hình nhé. Dạ các bác ạ, do thời gian này là mẹ cháu Bình đang bị ốm, bị bệnh rất là yếu nên là cũng không đi làm được ấy, không thể đi cắt cỏ bò với lại không thể đi lấy rau lợn được. Cũng đi được nhưng mà chỉ đi gần nhà thôi, không thể điệu cống được ấy, do là đau lưng. Đấy nên là hôm nay thì hai anh em làm xong việc thì mới ra đây. Đấy, bây giờ cũng là buổi trưa rồi nhé. Không ra được sớm do là mẹ bị ốm, rất là yếu rồi, bị đau lưng. Nên là em trả thời gian này là cũng ở nhà thường xuyên với mẹ, giúp mẹ làm việc rồi. Hay lại về thêm một xe nữa rồi. Về thêm một xe. Anh em thợ làm xong rồi đang nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thì cháu mình có mua được một can san với lại mua được lưới cắt sắt này, quê hàn này. Đấy rồi là đinh vít vào để mà ngày mai ấy, chuẩn bị là sẽ làm xong sẽ lập cái máy chuồn bò luôn các bác nhé. Anh em đi xuống nhỉ. Em rút chìa khóa xe chưa? Rút rồi nhỉ. Mệt quá anh em thợ đi nghỉ thôi các bác. Mang vào trong nhà luôn em ạ. Đấy sẽ sửa như này các bác nhé. Nó rất thẳng tưng rồi, thẳng tưng này. Đấy, thẳng tưng này rồi là mình sẽ giải một lớp vứa gọi là đi cho nó sạch sẽ thôi. Đấy. Thế là quá là đẹp rồi các bác ạ. Đất này thì bây giờ nó không mưa khô quá, đào rất là cứng, cực kỳ là cứng luôn. Cháu mình đang nghĩ ấy, cũng như là cha nói ấy, thì làm xong cái con đường này thì sẽ trồng một hàng cây ở đây. Đi xuống dưới này để cho nó giữ đất, giữ đường các bác nhé. Trồng một hàng cây như là cây ăn quả hay là chuối đấy, những cái cây gì mà mình có thể tận dụng được ấy thì sẽ trồng vào đấy. Thì cháu Bình bật mí như vậy cho tất cả ông bà cùng nhau nắm bắt như là hiểu rõ về cái vấn đề này nhé. Ở dưới này có một cái quả gì ấy, rất là ngon luôn đấy, cháu Bình nha. Khát nước quá. Khát nước quá không có nước uống mà đi hái cái quả này ăn cho đỡ khát nước này.
trong này rậm rậm quá. Khi nào làm xong là phải nhỉ. Nhưng mà những cái cây cỏ này nó rất là có ít các bác ạ, nó có thể giữ đất. Đấy, giữ đất được. Hoặc là sau này mình có thể là phá đi rồi mình trồng cỏ. Đấy, trồng cỏ vừa được cho bò ăn vừa giữ được đất nữa. Cây ổi này này, cây ổi này không biết nó lại bị như này rồi. Bây giờ cháu mình sẽ Ôi giời ơi. Quả này quả gì các bác ạ? Quả gì đây? Đấy, đây. Đấy, rất là ngon luôn. Quả này rất là chua nhá. Đấy, rất là chua. Chua chua ngọt ngọt. Đó. Quả này là không phải trồng nhá, quả này là tự ấy thôi. Tự mọc lên thôi. Đó, cái quả này. Quả này là kiểu giống như quả mận ấy, nhưng mà nó rất là chua. Và mình ăn xong thì có một vị hơi ngọt ngọt đắng. Đây. Cái lá cây này. Chắc chắn là các cô bác sẽ biết cái quả này quả gì rồi, nhưng mà có tùy từng nơi mới có nhé. Có một số nơi lại không có. Đấy. Em cứ để túi vào trong nhà đi. Cứ vào nghỉ ngơi đi, đi đường dài mệt. Đây các bác ạ, bây giờ thì cháu mình sẽ thưởng thức cái quả này cho các bác xem nhé. Xem nó sẽ như nào. Rất là ngon. Chua lắm các bác ạ. Chua chua xong là ăn xong có một vị hơi ngọt ngọt, đắng đắng nữa. Em ăn quả không? Thử không? Ăn được không? Ăn được mà em. Đắng lắm. Chua cực kỳ đó. Khoan đừng vứt đi nhá. Đây cá nô không có nhà, ở lên trên nhà bà rồi. Nô là đi lên trên nhà bà rồi các anh em. Mệt quá nghỉ nhỉ. Đấy, chắc là đến nơi rồi. Đấy. Mua 100kg sắc. Lại mua được những cái xả này. Cha quy xem bắt buộc phải mua cái sắt này. Không cho làm gỗ ấy, sợ gỗ máy nứa lại hỏng. Nên là cha bảo là mua sắt này để cho nó bền. Sắt này nếu mà mình không động đến, không để vào trời nắng mưa có thể tầm không đón được đâu các bác ạ. Nhưng mà sắt này thường là bà con dùng 20-30 năm không sao cả. Đấy, vẫn ok nhé. Nên là cha nói là sẽ dùng loại sắt này để mà lập chuồng bò. Em chả thấy chuồng bò anh thiết kế đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đẹp nhỉ? Đấy, chuồng bò rất là đẹp luôn. Vừa tiết kiệm này, vừa đủ cái không gian nuôi bò, nuôi dê. Đấy, nó phải hiện đại như thế các bác ạ. Cái con gì ở đây? Không nghịch nhá. Con ở đây nó nhiều con đó, nhiều loại lắm. Này các bạn ăn quả nha. Mệt quá, ăn 2-3 quả cho đỡ buồn ngủ các bác ạ. Đi đường rất là dài luôn, hai anh em vào đây gần 2 tiếng đồng hồ. Đấy, có 4 anh em thợ. Anh là vừa lên hả anh? Ừ, hôm nay vừa lên. Vừa lên à? Ở nhà là hết việc chưa? Hết rồi. Hết rồi nhỉ? Phải làm việc xong xuôi thì mới lên trên này mới yên tân nhỉ? Mới an tân làm việc. Lên được một hôm họ lại gọi về. Về lên là anh em xây xong đấy. Xuống đấy thì... vất vả, không vất vả cái gì nhưng mà chỉ có tiền xăng. Anh em hút thuốc lào à? Thuốc lào này ngon đấy nhỉ? Thuốc lá thì không có tiền mua cả. Hút thuốc lào cũng được. Hút thuốc lọc là nó hút thuốc lào là nó có cái lọc lọc nước là nó uống nó hút ấy hơn nhỉ? Nhẹ hơn nhỉ? Vâng, nhẹ hơn. Em thì lại không hút thuốc. Không hút thuốc nhưng mà thấy các anh hút thì cũng vui mà. Mình cứ hút nhưng mà người khác hút thì mình vẫn tôn trọng anh ạ. Vâng. Bình thường, chuyện này chuyện bình thường. Hút thuốc lào thì đa số là ai cũng hút nhỉ. 100 người thì chắc có 2-3 người không hút. Anh mình không hút đó nhỉ? Không. Không biết hút đâu. Thanh niên không hút thuốc. Tận hút đi. Thanh niên không hút thuốc.
Không biết thì càng tốt nhỉ, không cần phải tật nhỉ. Mà chỉ là sau này hốt thì lại hốt. Nhiều á. Xi măng thì cũng hết rồi các bạn, chắc phải mua thêm nhiều đó. Phải mua thêm nữa. Cái mán bò này là làm lập xong mới làm hả anh? À. Đây là có phải làm thêm một cái mán bò đấy các bác ạ. Làm một cái mán bò đấy để mình cho cỏ vào đây cho bò nó ăn. Đây view cực kỳ là đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Anh em cực kỳ là mệt luôn các bác ạ. Nắng quá phải chạy về nghỉ ngơi. Đi làm thuê là cũng không phải dễ các bác ạ. Phải xa gia đình, xa vợ con. Nhiều cái lắm. Nhiều lý do phải xa gia đình các bác ạ. Ở gia đình thì lại không có việc. Mà đi nơi có việc thì lại không được ở nhà. Đấy. Đấy. Cái lúc mà mưa to quá sạt lở thì nó lại rất là sợ, nhưng mà cái lúc mà nắng quá thì nó lại thành nắng quá các bác ạ. Đấy, quá nắng luôn đấy. Các bác thấy à, anh em đang đào cái đường này, đang đào này toàn là đất cứng này, đào đất rất là cứng luôn các bác ạ. Đấy. Tuy nhiên thì cái khu vực này thì rất là bình yên, giản dị, phong cảnh ở đây rất là đơn sơ thôi. Đấy, ở trong núi rừng các bác ạ, trong vùng sâu vùng xa núi rừng thôi, toàn cây cối. Ở ngay cạnh đây có một bụi tre này rất là đẹp. Sau này phát triển lên thì bụi tre này sẽ làm cái bóng mát, cũng như là ở đây ấy, thì lúc làm xong hoàn thiện rồi. Đấy, các bác ở dưới xuôi lên tham hai anh em thì có thể là qua đây đấy, ngồi hóng gió, ngồi uống cà phê đấy. Sau này nếu mà làm xong hoàn thiện rồi sẽ có nhiều cái sẽ cho các bác biết. Sẽ bẩm mí cho các bác biết, rất là vui luôn các bác ạ. Đấy, Nô là đang đi ở trên nhà bà thì sẽ đi xem Nô với bà. Mệt không? Không. Không mệt à? Đi tìm ghế ngồi đi. Ghế ngồi cho đỡ mệt tí anh em mình à. Đấy, truyền tải tí video cho các bác theo dõi. Các anh em là cũng đang đào lố với các bác ạ. Sẽ đi trên này cho các bác xem đào lỗ được như nào nhé. Đào lỗ để mà làm cái hàng rào đấy các bác ạ. Đây, đây rồi, đây rồi. Các bác biết đây là cái lỗ gì không? Đây là những cái lỗ để mà sẽ đổ những cái cây cột vào đây để làm cái hàng rào, là cái vườn ấy, làm cái cây cột hàn rào để mà sẽ mua cái lưới B40 vào đây để mà quay hết cái khu đất này. Đấy, cứ cách tầm khoảng 2m 3m là sẽ có một cái lỗ như này, đào rất là sâu để cho nó kiên cố, đổ bê tông vào không đổ được, để cho anh em khi nào anh em lớn lên già luôn cũng không hỏng. Đấy, muốn hỏng cũng không hỏng được, muốn phá cũng không được các bác nhé. Rất là chắc chắn kiên cố luôn. Đấy, những cái lỗ này cái nào cũng đầu sau như nhau luôn. Đấy, rất là sâu, rất là rộng. Đấy, lại thêm một cái này rồi, cứ cách từng khoảng 3-4-5 bước là lại có một cái nhé. Đây. Đấy, hôm nay các anh em thợ là mệt, là mệt với những cái lỗ này đấy các bác ạ. Đất rất là cứng. Đây,
nó phải có tầm khoảng là 200-300 cây lúa đấy các bác ạ, không phải ít đâu, rất là nhiều luôn. Đây lại có thêm cái lốn rồi đấy. Cứ 2, 3, 4 chứ 4-5 bước là lại có một cái lố đấy. Cứ tầm 2 mét các bác ạ. Đấy, một cái này này, một cái này cứ tầm 2 mét là có một cái lố. Đấy, nhiều lố lắm các bác ạ. Đào như thế này để chôn cái cây cột bê tông ấy, phải đổ bê tông đấy các bác ạ. Đào hết đất luôn các bác, đào hết đất luôn. Đấy, ở dưới này lại thêm một cái, cực kỳ là nhiều luôn, mà đào rất là sâu nhé các bác nhé, phải tầm 50 phân. Đấy, một cái lỗ này đào tầm 50 phân, đổ thêm xi măng bê tông vào thì đấy, không phải nói quá là chắc chắn kiên cố ấy. Đấy, chăn năm không hỏng. Đấy, một khi đã làm là cha làm cho hoàn thiện luôn. Đấy, cho cái khu đất này, cái khu đất này là của anh em thì sẽ làm hết cho anh em, để cho sau này em muốn đi đâu là đóng cổng vào. Cái cổng ở bên này, cổng là ở ngay khu bên này nhá. Cháu mình là đi rất là chi tiết cho các bác cùng nhau hình dung được. Đấy, cái cổng to là ở đây luôn đó, đào và nó sẽ về đến đây đó, sẽ về đến đây. Và cái cột, hai cái cột này, hai cái móng này siêu to luôn các bác ạ, kiểu như là làm nhà tần ấy, móng rất là to luôn. Nhà đất này đào rất là sâu, cực kỳ là sâu luôn, để cho sau này nó an toàn, nó không đổ vào người đấy các bác ạ. Làm mà không chắc chắn là đổ vào người sau này hậu quả nó rất là khôn lường. Ví dụ như sau này cháu mình già rồi đấy, mà nó hết cái chất lượng công trình đi rồi, nó đổ vào người là nó lại thành rất là át ấy, rất là tội. Nên là đã làm là phải làm cho nó chắc chắn này, an toàn, thứ nhất là an toàn đấy, an toàn cho cái công trình là cháu mình mới yên tâm. Nên là đã làm là cho nó chắc chắn kiên cố luôn các bác ạ. Đấy, hai cái lỗ này là cách nhau tầm khoảng hơn 2 mét rồi đấy, hơn 2 mét rất là rộng nhá. Đấy, sau này làm đổ cột ở dưới này đấy, thì cái khu vực này đi thì nó sẽ là rộng rãi, có thể là mình đi lấy củi đi vào trong, hay là mình lấy cỏ bò, hay là đi làm gì đi bình thường đấy, lọt vào rất là bình thường, không phải là làm hẹp đâu các bác ạ. Đấy, cha nói là cháu mình cũng là làm như vậy luôn. Và ở đây, cái đất ở đây là đi thẳng xuống dưới này. Đất đi thẳng, đào hết ở dưới này, đào hết quanh cái đất này rồi các bác ạ. Đào hết rồi, đấy, sẽ gọi cho cha để nói chuyện với cha, rồi là sẽ mua cái lưới B40 vào đây rào hết, rào hết quanh cái đất này luôn. Đấy, lại có thêm một anh trở về rồi. Còn bao nhiêu nữa hả? Anh trên kia còn nhiều không? Trên kia còn nhiều bột đá không? Sắp hết chưa? Chưa. Chưa hết à? Chưa. À, nhiều nhỉ. Hay lại mua thêm 6 khối, 3 khối sỏi, 3 khối bột các bác ạ. À, ngày trước là mua được 5 khối bột đá rồi, bây giờ phải mua thêm, không đủ. Không đủ, mua thêm còn nhiều lắm, cái này công trình phụ thôi. Cái này là còn chưa nhiều các bác ạ, khi nào mà làm cái nhà trên kia còn mất nhiều hơn. Mất nhiều lắm, nó phải mấy chục khối, mấy chục khối ấy. Với lại gạch thì cũng phải mấy nghìn cái, không phải ít các bác ạ. Làm rộng lắm, mấy cha nói là sẽ làm một cái dầu rộng cho anh em, cho anh em được ở kỷ niệm cho anh em, để cho sau này tủa lên tủa có nhà có cửa ở đỡ phải làm nữa. Cha cũng già rồi, cha chỉ giúp một lần thôi, cha già thì cha không giúp nữa, sau này cha không giúp được thì cha nói thế. Bây giờ là cha giúp, là giúp cho tủa. Đấy, ở đây thì rất là nắng nóng luôn các bác ạ, rất là mệt. Bây giờ cháu mình cũng rất là toát mồ hôi. Đấy, có lẽ là sẽ đi vào trong nhà rồi sẽ lại ra ngoài, xong là xem anh em thợ sẽ chở như nào, xem là hết chưa nhé, trên kia còn bao nhiêu. Sẽ ghi hình cho các bác trong cái quá trình vận chuyển vật liệu, cho các bác theo dõi để cho các bác hiểu nhé. Đó, bây giờ thì anh em lại bắt đầu làm rồi. Anh nghỉ xong tầm khoảng 15 phút là anh em lại làm công việc. Đất này cứng quá nhỉ anh thợ nhỉ? Cứng đấy. Cứng nhưng mà kiểu lúc mưa thì vẫn sạt à, lúc mưa thì vẫn sạt lở bình thường nhỉ? Vì nó toàn đất đấy, tại không có đá nhỉ? Phải có ít đá. Đó, anh em sẽ
làm cho nó gọn gàng, cho nó đẹp đẹp như này rồi thì mới giải vứa các bác ạ. Đấy, làm được một tí rồi còn nhiều lắm, cái đoạn này chắc phải làm hết ngày hôm nay còn chưa xong, ngày mai một ngày thì xong, xong mới đổ các bác. Trời cái kỳ là nắng to luôn, nắng rất là to. Thoải mái rộng đi các bác ạ, đi rất là ok, rất là rộng, cái này chắc phải hơn một mét. Ồ, cái đất này quá là cứng luôn. Cứng mua mà ôm xin cây gần cây yếu luôn. Ôm một cây sẽ chết hết tụi yếu lớn nào. To muôn to, hai chỉ đấy mà. Này cái cây tuổi lạnh đi mà, ngay trẻ đi mà. Nếu mà mình nhân trẻ, cách kia. Lá lúc mà ngày thì hôm một tháng rồi vậy. Cung tiên tua chưa được tháng. Lớn thì cái này à, ngon lắm quả mà xong một tháng rồi vậy. Mình chẳng cần hết mà. Ui, dọc bát luôn. Ồ, cứ đặt cái tay để chúng ta ra sau của một tay này đi. Mượt ra. Đi xe. Đi xe. Đi xe. Tao phải nói cho hết cảnh một chi đó. Tao nói cho hết cảnh một chi đó. Đó, nó mới vô. Ờ, ôi nãy chạy vô. Đó. Thế mà. Như thế sao? Một cái tạc có chút 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 à? Nó lấy cái. Chị mấy uống chỉ soi áo từ bên ngoài áo từ mà mới vô. Mua cái lon nào luôn. Phải cái son gió nhiều hơn cả. Ok thế nào đây. Đấy, các anh em thì đi lâu lâu mới về một chuyến các bác ạ. Xa lắm, đường đi trước kia nó phải hơn một cây số. Vận chuyển phải hơn một cây số vào đây các bác ạ. Trên này là một cái ngôi nhà nó vất hơn ở dưới xuôi như làm ba cái nhà. Trên này là một cái là phải như ở dưới xuôi là ba cái các bác ạ. Nó vất vả gấp đôi, gấp hại luôn ấy. Nó gì ta? Có vậy nhá, các anh em làm cẩn thận nhá. Em lên trên này xem anh em chở bột đá xem như nào. Làm giữ gì sức khỏe nhé, cẩn thận nhé. Anh em thì dậy sớm lắm các bác ạ. 5 giờ sáng dậy rồi, làm đến tối luôn. Vậy làm không mình nghỉ nhé. Nên là cái tiến độ này sẽ rất là nhanh. Tuy nhiên thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em nữa. Bây giờ cũng sắp Tết rồi nên là em cũng rất là cố gắng làm. Để bắt đầu di chuyển các bác ạ. Cháu mình sẽ di chuyển lên trên này. Di chuyển lên trên này thì đi xem anh em chở cái bột đá. Bột đá thì cũng để đây luôn. Rất là nhiều luôn. Một đống rất là to. Chuyển rất là nhỏ luôn các bác ạ. Đấy, đường rất là nhỏ nên là đi phải rất là cẩn thận. Anh em đi rất là nhanh luôn các bác ạ.
Đấy, đi quá nhanh luôn. Anh em chạy bản đi làm việc rất là dứt khoát các bác ạ. Rất là chăm chỉ làm việc. Vâng, em đi trên này tí xong là đi về luôn. Xin chào nhá, chào hai chị nhá. Chào anh nhá. Đấy, hai chị là sẽ xúc cái sỏi này đấy, rất là bụi luôn. Hai chị không có khẩu trang à? Không có. Ôi dồi, bụi lắm. Không có khẩu trang là rất là bụi. Việc này rất là nặng các bác. Phải xúc tí một đi. Đấy, làm nhà trên vùng cao là không phải dễ các bác ạ. Đấy, các chị em phụ nữ ở trên này rất là chịu khó này. Giúp các anh chồng đi làm luôn. Đấy, đi làm để kiếm thêm các bác ạ. Quá nặng. Một bao này chắc phải tầm 50kg chị nhỉ? Hơn đấy. Hơn 50 nhỉ? Xi măng nó nhẹ hơn. À. Còn nặng hơn một bao xi măng hả chị? Hơn đấy. À. Quá nặng rồi. Kia còn nặng hơn cái bột kia là nặng hơn à? Vâng. À. Đấy, những cái con quá nặng luôn đấy, cẩn thận nhá anh nhé. Đi từ từ thôi, nặng quá.
Đấy, quá nặng luôn các bác ạ. Cực kỳ là nặng. Một bao phải tầm 60 cân thì hai bao là 110 kg thôi. Hai chị là xúc hết cả hai cái đống này là quá là mệt luôn chị ạ. Mệt lắm, làm cả buổi cả buổi. Trời nắng nữa. Chưa có một giờ đi làm rồi. Đấy, không ngần nghỉ luôn các bác ạ. Do là ngày mai là chợ gì chị nhỉ? Mai là chợ khâu vai. Chợ khâu vai á? À thế là sợ ấy. Thôi là anh chị mới cố gắng làm để mai đỡ phải làm nữa. Đấy, các bác thấy là phải làm tầm bao như này, vận chuyển nó không phải dễ. Đấy. Anh em đi xe rất là giỏi luôn, đi khá là nhanh. Đã đến rồi. Đấy là các anh em vượt chở là vừa phải ghi vào ai chở được bao nhiêu lấy bao nhiêu hả chị? Không thì không nhớ. Đúng rồi, nhiều người quá nhỉ? Nhiều người quá, người chở nó không nhớ được ấy. Đúng rồi, chở cả ngày luôn mà. Đấy, những cái xe đây mới là những chiếc xe làm ăn này các bác. Đây mới là chính thức là những cái chiếc xe làm ăn. Đấy, những cái xe giúp mình đi kiếm đồng tiền đấy. Đây cũng có một cái ngôi nhà xây rất là to đấy. Làm chắc phải mất rất là nhiều tiền các bác ạ. Cái nhà quá là đẹp luôn, nhà này. Rất là đẹp luôn. Bụi quá, anh em không có khẩu trang hơi thiệt thòi đấy. Bụi như thế sợ bệnh. Cú cầu lắm mà. Kính lúc mẹ mẹ nè mà. Thôi thôi mà đi thôi tỏ lại. Là thôi tỏ. Nhớ 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 nhớ. Chúng ta
cơm đấy mà. Đến đi. Tôi hai bà này được lại lên YouTube thì À, cháu Bình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông, các bà, cô chú, anh chị đã quan tâm và theo dõi thiết video này của cháu Bình. Cháu Bình xin cảm ơn rất là nhiều. Nên bây giờ thì cũng đang trên đường đi về rồi. Nên ngày hôm nay thì cũng đã vào cập nhật cái công trình ngày hôm nay. Anh em chở bột đá cũng như là làm cái hàn rào ấy các bác ạ. Thì cũng đang làm rất là tốt rồi. Thì cháu Bình xin gửi lời cảm ơn một lần nữa đến tất cả các quý mạnh thường quân và cha ở bên Mỹ đã luôn quan tâm hai anh em Tùa và Nâu. Xin cảm ơn rất là nhiều. Đấy, ở đây thì khung cảnh này, sông nước này, rất là đẹp đấy, các bác ạ. Đấy, con đường đi về nhà thì còn hơn 1 tiếng đồng hồ nên mới đến các bác. Đấy, vì vậy thì cháu mình cũng xin phép khép lại cái thức video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô chú, anh chị trong những thức video tiếp theo trên kênh Cháu Bình Núi Đá Vùng Cao. Xin chào, xin cảm ơn.